Tình cờ một lần gặp lại người bạn cũ hồi đại học, tôi được biết đến làng Cựu, một ngôi làng ngoại thành Hà Nội vẫn còn khá nhiều ngôi biệt thự cổ từ thời Pháp thuộc. Trước đây, làng Cựu vốn bình dị như bao làng quê khác ở Bắc Bộ, với nghề chính là nông nghiệp. Nhưng chỉ sau một biến cố, người dân trong làng đã làm ăn khấm khá, có của ăn, của để, nên mới có điều kiện xây những ngôi biệt thự cổ tồn tại mãi đến ngày hôm nay. Để đáp ứng lòng hiếu kỳ, chúng tôi đã tìm đường đến với làng Cựu. Ngay từ đường rẽ vào làng, chúng tôi đã thấy nhấp nhô những ngôi nhà có kiến trúc cầu kỳ, có lối lên xuống, mái vòm, cuốn, bắt mắt. Nhiều người gọi đây là làng Tây giữa Hà Nội, bởi hầu hết những ngôi nhà ở đây đều có kiểu kiến trúc lạ so với ngôi nhà mang kiến trúc thuần Việt. Chúng tôi đã ấn tượng ngay bởi các dãy biệt thự cổ thời Pháp thuộc đã cũ kỹ. Để khám phá các vẻ đẹp cổ kính của biệt thự trong làng, chúng tôi đi tìm ngôi biệt thự được xây sớm nhất nơi đây. Hành trình đi tìm ngôi biệt thự cổ nhất của chúng tôi có vẻ gian nan hơn, khi mà hầu hết các ngôi biệt thự trong làng đều đã đóng cửa và không còn người sinh sống. Thật may mắn cho chúng tôi khi có một người dân trong làng chỉ cho chúng tôi đến gặp một vị cao niên, một người con của dòng họ Trần, dòng họ đã có công khai sinh làng Cựu ngày nay. Đó là ông Trần Văn Thụ. Nhà ông Thụ không phải là biệt thự kiểu Tây, mà là một ngôi nhà mang kiến trúc phương Đông, cổ nhất trong làng. Tại đây, ông Thụ đã kể cho chúng tôi một câu chuyện khá ly kỳ về ngôi làng này. Cách đây 13 đời, ông tổ của dòng họ Trần từ Ngọc Hồi xuôi theo dòng sông Nhuệ về nơi đây lập nghiệp và sinh sống bằng nghề đánh bắt cá trên sông. Ông có nuôi một con hổ làm bạn và hàng ngày theo ông ra đồng đặt đó kiếm cá mưu sinh. Do ông chăm sóc nuôi dưỡng nên con hổ đã rất thân thiết với ông và xem ông như một người bạn. Rồi một ngày, ông nghĩ cách thử con hổ xem có nhận ra mình bằng cách ông mặc quần áo khác hàng ngày và thử đi ăn trộm đó. Ngay lập tức, con hổ đã lao ra và vồ ông chết. Tuy nhiên, ngay lập tức con hổ đã nhận ra người bạn đã nuôi dưỡng mình. Nó buồn rầu và kéo xác ông đi khắp nơi. Năm 1921, trong làng xảy ra hỏa hoạn. Vì toàn là nhà tranh vách đất lại nằm liền kề sát nhau nên người dân dập không nổi. Do đó, hơn 2/3 ngôi nhà trong làng bị thiêu trụi. Lúc này, do cuộc sống khó khăn nên người dân đã bỏ làng đi tha hương kiếm sống. Người vào Nam, người lên Hà Nội, thậm chí có người đi Tây làm ăn sinh sống và học được nghề may com lê váy đầm của Tây. Khi kiếm được nhiều tiền, họ đem về để xây dựng quê hương. Chính nhờ có tiếp xúc với văn hóa phương Tây nên nhiều người dân làng Cựu đã học được cách ứng xử sởi lời, phóng khoáng, và không biết từ bao giờ họ cũng thích những kiến trúc lạ với mái vòm cửa cuốn của phương Tây. Thế là sau đó, biệt thự kiến trúc châu Âu mọc lên như nấm tại làng Cựu. Đến nay, dân làng Cựu vẫn tự hào rằng làng có nghề may truyền thống và có những người đã nổi tiếng ở Hà Nội như anh em ông Phúc Mỹ, Phúc Hưng, thợ may đệ nhất Hà Thành. Vì các cụ là con cháu sang Pháp, đấy, rồi buôn bán giao lưu, học nghề thợ may từ bên Pháp rồi, là mua vải từ bên Pháp về đây làm các ông chủ lớn và là phân phát cho các cửa hàng. Thế nên từ đó thì các cụ là khi xây ở đây là các cụ nói ví dụ như nhà ông chú tôi này thế là ông chú Doanh là thế là có kỹ sư thiết kế đấy đấy, nhưng mà trang trí nội thất các cụ đẹp lắm. Để khám phá tìm hiểu kiến trúc của các ngôi biệt thự trong làng, chúng tôi đã nhờ ông Thụ chỉ đến một ngôi biệt thự được xem là cổ nhất trong làng. Hành trình đi tìm ngôi biệt thự cổ lại được chúng tôi tiếp tục. Rẽ vào từng ngõ, chúng tôi mới thấy hết vẻ đẹp tinh tế của làng Cựu. Những cặp câu đối chữ nho khắc in trước cổng vào hai bên cửa hay trên những cột nhà, trước lan can nhỏ xinh kiểu Pháp kết hợp với mái che cong cong nối hai tòa biệt thự vào nhau là những họa tiết được trang trí cầu kỳ trên cổng. Tất cả sẽ gợi cho chúng tôi về một làng quê yên bình, cổ kính và ấm áp hoài niệm.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đã tìm thấy ngôi biệt thự cổ nhất trong làng. Đây là ngôi nhà của cụ Phó Du, xây vào năm 1929. Hiện gia đình ông Bùi Văn Khánh đang cư ngụ. Ông Khánh cho biết, để làm xong ngôi nhà này, bố ông đã phải mất 2 năm cùng ăn ở với thợ xây. Ngôi biệt thự này vẫn mang dáng dấp của ngôi nhà Việt cổ, đó là cổng nhà. Trong nhà có cấu trúc chung hình chữ U, nhà chính, nhà ngang và nhà bếp có tường bao quanh. Kiến trúc nhà khá cao, không còn thấp như ngôi nhà Việt cổ xưa. Cửa sổ được xây vuông, bắt đầu xuất hiện những cánh cửa chớp và những khung ban ô với tỷ lệ chia rất khoa học, cân đối. Để cho ngôi nhà thêm phần uy nghi, phía trên nóc nhà hoặc phía cổng nhà được tạo dựng các chương giống như cái cuốn thư mang dáng dấp của Công giáo. Ngày nay các cụ vẫn có cái cảm ứng là sinh ra cái nhà này để thờ thì những người phải trai tân hoặc là gái tân thì mới được vào ở trong cái đi ở trong cái nhà này. Nếu mà có không phải là trai tân thì không được vào. Nhất là trẻ con lại không được vào bén mảng đến cái khu vực trong nhà. Những tấm đại tự trên vòm cổng lại là một điểm nhấn về kiến trúc hết sức độc đáo của làng Cựu. Mỗi gia đình, mỗi ngôi nhà xưa lại có một cách thể hiện câu chữ, liễn đối, kiến trúc khác biệt. Những bức đại tự chữ Hán như Nhật phụ mộc, tức là mặt trời phủ xuống cây cối, Lợi du vãng, tức là nguồn lợi từ xa đến, Đắc kỳ môn, tức là xây được nhà này, Du môn kiết, tức là may mắn trong nhà này. Trên cổng vào, hình tượng con tôm đắp nổi tinh tế, với đôi càng khỏe như đang nâng niu bức đại tự bốn chữ nhập hiếu xuất đễ. Người Việt ví dụ như cái buồng là gần như kín mít, chỉ hở mỗi một cái hốc buồng đi ra, đi vào và nó rất là khép nép, thậm chí nó tạo ra một cái khoảng không cho những người phụ nữ, thành ra rất là sâu, rất là kín đáo. Nhưng cái không gian mà của người Việt Pháp ấy, tức là cái không gian kiến trúc Việt Pháp, thì nó lại tạo ra lớp lang rất là tốt về mặt ánh sáng. Có khi là họ vào trong này trong sâu trong lại một cái nhà nữa, và nhà nữa vẫn mở cửa thoáng và vẫn có cửa sổ để thông nhìn được cả những gian buồng ở bên trong, và nó tạo ra một cái không gian mở hơn là không gian Việt trước đó. Thì đấy là cái ảnh hưởng khá lớn của người nghề. Và bên cạnh đó thì người Việt vẫn có cái thú, tức là cây cảnh cũng có, bể cá hay là bể núi non bộ vân vân, thì tất cả những cái đấy nó vẫn hình thành lên cái không gian đấy. Và chính vì nó vừa có cái không gian châu Á mà lại vừa có không gian phương Tây, cho nên nó có cái cách nhìn thông thoáng của người phương Tây, nhưng đồng thời nó lại mang cái hình ảnh và dáng dấp cũng rất là duyên dáng, rất là sâu của cái người châu Á. Có lẽ nét Bắc Bộ đậm nhất ở làng Cựu đó là chiếc cổng làng. Cổng được xây theo cao 3 tòa tháp, trên có nậm rượu, nụ hoa, bên cạnh có điếm canh để bảo vệ an ninh cho dân làng. Cổng làng chính là cái hồn của những làng quê miền Bắc, thì ở làng Cựu nó cũng tôn lên sự bề thế đậm nét văn hóa, sự giao thoa giữa kiến trúc kim và cổ, khiến cho làng Cựu vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống, nhưng biết chắt lọc để tiếp thu cái mới. Chính nét lịch sử văn hóa ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn nhiều người con làng Cựu, dù có đi xa vẫn nhớ về quê hương. Người làng Cựu từ những năm 40 ở thế kỷ 20 đã rất thành đạt, xây nhà cao, cửa rộng, đi làm ăn xa và cư ngụ luôn tại các tỉnh thành lớn. Vì vậy, những kiến trúc lừng lẫy một thời nay hầu hết đều vắng chủ. Có cái thì để hoang, có cái chỉ còn là chốn đi về những ngày rỗ Tết của chủ nhân. Chính vì thế mà rất nhiều ngôi biệt thự ở đây đã xuống cấp, không gian kiến trúc cổ ít nhiều bị biến dạng hoặc mất đi. Nhưng trên hết, từng nếp nhà, từng đường làng ngõ xóm nơi đây vẫn đang trường tồn với thời gian, mang một nét Á Đông thuần khiết, một tính cách đặc trưng của gia chủ để người đời sau thỏa chí tìm hiểu, chiêm nghiệm và khám phá.